Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4-1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6-7-3. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8907-2361-3430. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9415. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8716-66017-76128-33577-57596-41936-77316. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78394-52178. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38917. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 54600. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 281284. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 281284.